Hello mọi người và chào mừng mọi người quay trở lại với Lời Gaming. Mình ở đây, Hảo ở đây và hôm nay là kỷ niệm sinh nhật lần thứ 1, 2, 3, 4 của Hu Tao 15 tháng 7. Vâng. Sau khi mà nhận được những lời nói rằng Hu Tao quanh yếu quá, Hu Tao quanh thế này thế kia, mình cũng cay chứ. Và nhất là cho nên là mình đã produce rất nhiều video liên quan tới Farm Thánh Di Vật và cũng nhờ Hảo Tráp Thánh Di Vật. Những kết quả như các bạn cũng thấy trong những video trước đó. Quay lại đó coi ha. Còn bây giờ ngày hôm nay mình sẽ trả thù. Ok. Mình thậm chí cũng đã chuẩn bị sẵn đây. Như các bạn cũng thấy, đây là cái cài mà mình của Hu Tao mà mình đã chơm được. À không, lộn. Mình đã mua được từ cái hồi mà hồi vô Fest đang tổ chức thành phố Hồ Chí Minh á. Xa lắm. Nó sẽ là một may mắn cho mình ngày hôm nay. Trước khi chúng ta bước qua phiên bản 5 chấm thì chúng ta phải làm một cái thủ tục gì đó đúng không? À, cho nên là hy vọng ngày hôm nay là chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nha. Rồi, bắt đầu nè. Ồ, có nút đặt vào hàng loạt luôn hả? Mới phát hiện à. Lâu rồi mình mới quay lại các bạn, cho nên là cộng một tính năng cho Miho. Cảm ơn Wondering Way. Thôi, cắt cái khung này cái. Rồi, bắt đầu. Không thấy khóa là bắt đầu có điểm mà. Con này, HB này, HB này. Tỷ lệ vào kích này. Đó. Ok. Có điểm này. Mình tạm thời mình khóa được cái. Mới vô mà một cái là cũng tốt rồi đấy chứ. Cái đó là tạm thời thôi, chưa hài lòng lắm đâu. Thì cái bên trái có tinh thông nữa kìa. Hai cái. Rồi, cứ bây giờ mình giao luật đi, mình cứ hai cái mình đẩy một lần ha. Cho nó có xíu tốc độ xíu. Rồi sao nào? Cho bạn cơ hội nữa. Cho bạn cơ hội nữa này. Đây, hiện tại cái nón của mình sau 4 năm trời, cái nón công chức vẫn là vậy. Đúng không? Bạn ơi. Vu. Cho nên là nó phải tốt hơn một xíu, phải không? Rồi cái nón bắt đầu. Đây. Nhiều quá nạp. Cho mày thêm cơ hội nữa. Mấy lần mà cho người ta 3 cơ hội nữa cái nó được cái 30 thì sao? 30 gì? 30 nạp hay 30 gì? mới cộng 8 mà đã dục rồi. Vô nè, lần thứ 2 nè. Vẫn không khóa gì hết. Con thủy nào mà chơi sát thương nguyên tố hỏa không ta? Quê! Tại sao? Vẫn quá. Bộ không. Cơn ác mộng nó lại quay trở lại sao? Không thèm được. Trời ơi. Trời ơi. Ok, mới có một món thôi, mình còn chưa được món thứ hai cho nên là cứ tiếp tục ha. Ú, hai phòng ngự kìa, lấy đi anh. Ú. Trời ơi. Em nói rồi, Hu Tao chơi dòng chiến HP mạnh lắm. Hu Tao chấn nhiều chiến HP. Nó mà là được. Đồng hồ thì nó đã. Cái này nha, mình cay nha, cho nên là mình sẽ nâng cái này. Thật ra cũng không cần nó sát thương lắm. Nhưng mà cho mày cơ hội mày tí lại coi mày có lên được không. Ủa, tôi nâng cho Hu Tao mà ớ. Sao lại có cái này ở đây?
Hà Nội à? Nói làm chi? Thật ra nó không có tệ, tính tới hiện tại lần nữa nó không vô thì nó mới tệ. Not bad, not bad. Ở vô lần nữa kìa, 30 CV, 34 CV, 34, 33 gì á, ổn. Thật ra mạnh đấy chứ. Trời đất ơi. nó còn, nó không, nó vẫn còn tốt hơn một vài ly thủy anh đang có nữa chứ. Thì đó, dục gần hết được á, cái đấy dục gần hết, tóm đó được. Rồi bây giờ mình tới hai cái nón ma giáo đúng không? Nón sát thương bạo chứ đi. Nón sát thương bạo chứ đúng không? Để lên cộng 4 không được thì dục luôn. Ừ, cái đó. Lên cộng 4 không được thì dục luôn. Rồi dục. Rồi bây giờ tới cái thứ nguyện rủa này. Disclaimer phòng ngự anh Hưng nâng chứ không phải mình nâng, nên là không phải tại mình nha. Vô HP phần trăm không? À quên, quên HP phần trăm dòng 9 này. Oh, rồi dù đi, được rồi đó. Để tao coi coi mày thật sự nguyền rủa không à. Ok. Được rồi đó. Ok, ít nhất là đó, cái này là... Ê, cái này mà đồng hồ lại tức chết luôn á. Ừ, nhưng mà ai lại tức khúc mà nó ra cái đó rồi, cho nên không có tức khúc. Ừ, nó không tức khúc này nữa đúng không? Quá ghê gớm. Vẫn không có khóa sẵn nè. Phòng ngự, trời, phòng không ngự, có gì phòng luôn. Ngự. Phòng ngự, phòng ngự, phòng ngự. Nó tát cho tôi ba cái phòng ngự trời. Ồ. Như là rất nhiều lông. Sẽ tuyệt vời hơn nữa như cái không, cái nón thì là gần như chắc chắn rồi đó. Gần như chắc chắn là đắp rồi đó. Chỉ dòng phụ như thế nào thôi chứ. Kìa. Ê! Được nha, được nha, được nha. Tại thật ra là mình gọi là cái này là để flex đồ thôi. Đó, thì ý là cái này là gần như chắc chắn nó double crit rồi. Hiểu không? Có dòng là ngon luôn, 4 dòng. Ngon. Rồi chúng ta nâng cái đồng hồ trước nha. Đồng hồ trước liệu hay là nó trước? Chúng ta sẽ có sự tươi sáng sau những chuỗi ngày tăm tối hay không? Vẫn là double crit ở cái đoạn này. Min lệch một dòng, lệch hai, nó đều. Rồi quan trọng nè, 19. I mean it's alright, like. Hả? Nó là min. Ủa là nâng chưa? Nó cũng 30 thì phải. 17. 8.9. Nào, chưa 30, chưa 30, chưa 30. 17.8 cộng. Mới 29 à, 29 CV. Mày đã bị xóa kho tài khoản. Trời ơi, nó thua cái này, trời ơi. Riêng cái này 30 HP. Mình phải đưa tiễn các ứng cử viên còn lại đúng không? Nào, mình khắc sự thật. Vô. Hey, that's pretty good. Oh. Nó đều. Ê, được nè. Được ha, được. Được. Good. Trời ơi. Nó tốt hơn cái này rồi mọi người ơi. Đâu rồi? Cái em đang cầm đâu rồi, Hu ơi. Đây. Hu. Piu. Ui 37k máu luôn rồi. Ôi 138. 85224 là hơi nhiều nè. Hơi nhiều crit rate ha. Mình cần ly hỏa ngon ngon không? Chứ 4 năm trời rồi. Chứ 4 năm trời rồi, mình có nhiêu đây ly hỏa à mọi người ơi. Có 8 cái ly hỏa à, mà ly hỏa nó cũng tệ hết đó. Cho ly hỏa nhiều sát thương tinh thông cái nè. Vậy tính ra là mình được một món nâng cũng ục cầm tạm rồi ha Hảo. Ít nhất là không tệ như hôm bữa rồi. Chúc mừng. Rồi nó ra 6 cái ly. Thì tốt mà, tỷ lệ có ly hỏa. Mày nhập dòng chính của bên kia được không?
Cái này dành cho cô ấy rồi. Lại là cô ấy à? Cũng được. Không ạ. Anh nghi lắm. Thôi thì cứ cho vậy đi. Ừ. Này là bỏ này. Lại một cái đồng hồ đúng không? Chắc ừ. anh không nghĩ là nó sẽ vượt cái này đâu, nhưng mà mình em cứ nghĩ em cứ tin tưởng đi ha, cứ tin tưởng đi, là nó không có tinh thông ấy. Thôi rồi bỏ. À, rồi mình có cái gì nhỉ? Một cái ly. Ly cho cô ấy. Cô ấy rồi, cô ấy. Còn ba cái ô cô này, đây cô này. Cô eo, mấy cô eo, cô phu. Cô phu. Nó hiện 3 dòng đầu, nó vô 2 dòng đó thua hay rồi. Cái dòng cuối nó quất 19% ngự luôn à. Trời ơi. Cô ấy này đã trâu còn trâu hơn à. Trâu và trâu nữa. Trời ơi, cô ấy đã 60.000 máu rồi. Vẫn chưa thấy cái đã khóa. Cũng được. Cái cũng được nhưng mà không nâng đâu nha. Tại không, hết hồn. Anh đọc nhầm cái dòng này hay là dòng sách thương bạo, em bị lú rồi. Thường bắt đầu dấu hiệu bệnh tuổi già rồi mọi người. Tuổi già. Donate cho mình. Mọi người donate cho mình đưa Hưng đi bệnh viện khám á. Đợt 2 này. Không thấy gì này. Bảy lên bốn được, lên bốn được. Ấy tao sẽ treo mày lên cái này đưa. Má cho nó ba chấm chín, 7.8 luôn á. Cái này à, em nghĩ là nên đưa cho Ben Bigger này. Hey, hình như là này leak á, là mình sẽ có nhân vật 5 chấm chơi theo phòng ngự đúng không? Thì chắc là Mavuika chơi phòng ngự rồi. Giữ trước đi, giữ trước đi. Em nghĩ Mavuika chơi phòng ngự. Thôi cứ giữ đi. Còn có sự trầm cả nên mình tính sau. Mới có cái nâng thôi, cho nên là lời thêm lần nữa đi. Mới có gần cái nâng thôi. Trừ khi anh muốn nâng cái phòng ngự. Cái này là cái nâng đi, còn cái kia là cái cúng đi. Trừ khi anh muốn nâng phòng ngự. Mã cái xong đó là 40 xíu. Có cái khóa, hình như nhưng tập mà cái trước là hoa nhiều lắm rồi phải không? Không phải, tại cái tập 1 anh không phải nhiều hoa mà là tập 1 anh đã có cái hoa nâng cấp rồi. Ờ. Để coi nó ra cái gì. Mình né mấy cái này coi. Thì quá nạp, tấn công, phòng ngự, thì quá nạp. Rồi mở khóa nó đi. 3/4 vòng đó, ừ. Thì lý thuyết là mình cài đặt nó sẽ ra 3/4 dòng là tỷ lệ sát thương, tinh thông, HP. Đã. Ừ. Thì mình chấp nhận 3/4 dòng đó nhưng mà với điều kiện là thật ra tỷ lệ sát thương, tinh thông ấy. Nhưng mà cái này nó ra dòng 4 dòng rồi bỏ. Tỷ lệ sát thương nó quan trọng hơn. Ừ. Ý là mình không có ưu tiên phải không? Mình không có cái filter ưu tiên hay gì hết. Thôi đừng cút. Tùy anh. Sắp được rồi. Không, tại anh có cái ly đang có là 12.8 số mốc tinh thông lượng cho nên là... Nữa à nha. Double crit và thêm một nháy của thằng Hào. Nữa à nha. Tôi là tôi hơi quýu anh Hòa rồi đó. Không, rồi, nhưng tập trước là Long. À. Ừ, không, tại lâu anh có sẵn mà. Đây, mà giờ mày làm sao, mày làm mày vừa cái này đi. Được chết liền nữa. Giờ mình có này đúng không? Đi trước. Mày vừa cái đó, mày vừa ra cái đó. Không, vượt số lượng hồng ngự. Vượt ngự rồi đó. Rồi lên 4 nha. Rồi dục vô rác nằm.
luôn. Nhiều lắm. Rồi lộn xét rồi. Thôi coi thử đi. Ủa rồi cái đó phá gì vậy trời? Không, cái này phá đặc định đó em. Ê ê, coi thử coi cái gì. Cô ấy nữa à. Trời ơi. Lại cô ấy. Ê rồi không. Má. Cô ấy mạnh thiệt. Lộn click à. Trời ơi. Kéo xuống, kéo xuống. Đừng nâng cái đó, lát nâng sau cũng được. Mình cứ nâng luôn, mình cứ nâng đi, mình cứ nâng đi, coi như lát, bấm vô lộn tiếp. Cái bấm vô lộn tiếp. Từ từ đi. Má, tai nạn nghề nghiệp mày cũng ghê quá. Cái xong cái tiện nó nằm, nó 50 CV gì là hài lắm đi. Nó 45 CV với lộn, nó 45 CV. Nó cũng ghê lắm chứ. Đầu tiên nó ra nè, tấn công nè, phần trăm thì... Cái công không cỡ. Nhưng mà nó mệt, nó vô. Rồi giờ tấn công bỏ được rồi nè. Xong rồi đó. Cái đó thôi. Rồi. Qua đây. Chuyển sang. Lâu quá không cháp xong quên đúng không? Quên luôn á chứ. Em cũng hay bị mà. Chúng ta có rất nhiều ly. Lại cô ấy. Lại cô ấy là sao? Trời ơi. Trời ơi. Không lẽ chân có lại lâu mà đó. Cho một bé biết. Từ thiện á chứ. Mày 50 CV tao nói chuyện. Rồi, đó rồi. Rồi. Chúng ta nâng cái lông nè. Nâng lông trước đúng không? Ừ. Rồi lại hoa của cô ấy lần thứ N đúng không? Ừ, nãy giờ ba cái rồi đó. Á, cây. Cây. Hai lô, lô phải là nó min. Cái gì? Từ từ khoan đã. Khoan đã, khoan đã. 50. Oh my god. Wow. 50. À 47. Chúng ta có 47. Ôi trời. Chúng ta có 47. À không, không phải 47 nữa, 48. Chúng ta có 48. À, 48.2. Trời ơi, ê cái đoạn hồi nãy mà không ra min được. Dính rồi. Trời ơi. Nó tăng. Cháy, nó cháy. Nó được, nó hơn thằng này đúng cái dòng min đó luôn á hả? À, nó hảo. Ừ. Hơn này đúng cái dòng min. Dạ, nó thua. Vẫn, à mình chơi được 5.8 5.2 hiệu quả nạp nữa. Dạ, thật sự thì đã nói là nó hơn. Wow. Vẫn là hơn vẫn là hơn. Hơn đúng 5.4 luôn á. Hơn 5.4 luôn á chứ. Rồi mình còn cái gì nữa nha. Mình còn cô ấy đúng không? Ly của cô ấy. Ừ. Ly của cô ấy, ly của cô ấy. Oh my god. Ông ly của cô ấy cũng y chang mấy thằng. Tao rồi. Tới rồi. Như vậy là chúng ta đã chốt được một thứ tạm thời ha. Là mình chốt được cái là bây giờ muốn chấp của tao đợi 15 tháng 7 vậy. Không, cái bất ngờ là lông nông có thực sự cái nâng cấp ấy chứ. Tại cái lông khó nâng vậy. Lông khó ghê luôn. Này cũng khó gấp đôi này. Ờ rồi. Nói chi. Nó gấp đôi thiệt luôn, nó có đơn ngữ. Rồi kéo xuống rồi. Đúng rồi, bấm vô. Bấm vô. Người thắng xong lên nè mọi người. Trước giờ em nghe cái câu đó em chưa thấy anh thắng. Anh xong lên được lúc nào hết nha. Không, vẫn xong lên nhưng mà chưa thắng hay không? Thì đó, chưa xong lên kia. Thôi nhưng mà chưa thắng lần nào á. Ý là chưa thắng khi xong lên chứ. Không mấy người không nói. Dùng cái nguyên tắc của đội tuyển tôi yêu đi. Nghi ngờ. Tưởng nguyên tắc bàn tay phải chứ. Nguyên tắc bàn tay phải là của đội vàng đen Việt Nam phải không? Đừng cô ấy nữa. Bây giờ là cô kia phải không? Ừ cô này kia. Cô kia. Này là cô kia. Hỏi cô ấy mà cô kia. Nhiều cô ghê á. Cô ghê. Không, cái là daddy. Là cha. Cho cha. À. Cô kia cũng
Ở thôi. Không không không. Mình còn cái nữa. Mình còn cái nữa. Ủa bây giờ mình tới tới nữa. Không không. Này là mình đã 47 rồi, cho nên để coi coi nó có ra gì hay không thôi, cấp 4 thôi. Nó gì lúc. Này thằng này lại khác này. Ý là cái kia cũng coi được, coi đi lúc xài được không cũng được mà nó gì đâu. Đi lúc chắc nó tấn công. Đi lúc có chứng thừa kế cái kia quá. Thì chúng ta cũng có thể thử mà, tại vì dù sao nó cũng double crit thì cũng thử được. Có không phải không? Cũng thử được, cũng thử được. 11 cái lộng mà các bạn đấy. Đủ thể loại. Sao mấy cái. Nếu mà hơn 4 cái 40 CV rồi thì sao mấy cái dưới. Sao mấy cái dưới 40 luôn cũng được đó. Ủa sao nâng cái 4 dòng chứ. Rồi xong. Thiệt thế nhỉ. Bỏ. Thế. Ê cái đoạn này là nếu như các bạn chưa có đồ ngon thì các bạn nên đi tiếp nha, chứ đừng thấy là 14, 16 là các bạn ngưng nha. Không nha, tại vì vẫn disclaimer là tụi mình là dành cho những người cần một con hưu tao hoàn hảo. Ừ. Chứ tụi mình không tụi mình không cổ suý là những cái đồ này đồ bước đi đâu nha, tại vì trong bối cảnh đó, hiểu không? Tại sao không giữ? Ây già lý thuyết á. Nó cũng không tệ tới mức nó, đó. Nó không tệ tới mức đó nhưng mà sao nhìn nó tệ dữ vậy. Nó 27-72 mà 58 tinh thông. Với lại 4.7 tấn công, nó thật sự nó không tệ. Nó không tệ mà... tới mức đấy nhưng mà sao nhìn nó tệ dữ vậy ta. Ừ quan trọng nhìn nó tệ rồi. It's all right, like. Ôi ôi. Nó cũng ráng, thật ra nó cũng 33, 34. Nó cũng ráng mắt ở đoạn này, nhưng mà nó ra cái đoạn này thì hơi kỳ. Nhưng mà nhưng mà nó vẫn thì giữ được. Thật ra nó vẫn giữ được. Vẫn giữ được, rồi mình mix đồ lại cho trà thôi là được. Ủa giờ mình tới cái đoạn này rồi hả? Ôi lại, là giết đấu rồi. Trời ơi. Video này sẽ rất hài nha mọi người, chú ý chúng ta sẽ coi hơn rồi. Thảo khóa đi. Thao nó đi. Trời ơi. Chỉ... cái chú... hay là Hưng lộn. Hưng nhận ra Hưng lộn ngay khi Hưng vừa bấm xong mới hay. Trời ơi là trời. Phí một lần cho Hu Thao. Hay gì đâu. Giờ mà bắt đầu nó tới nhiệm liệt mà nữ. Tối nham kìa. Trời. Wow. Shen Yun DPS vừa DPS vừa bug. Trời một cú một nháy á. Cho Shen Yun vừa DPS vừa bug xong. Cho cô một nháy đi cô. Thử chứ mới. Và từ kéo xuống. Em phải làm không... từng bước mọi người à, phải làm từng bước. Em không nhắc cái gì lên đạch luôn. Wow. Hưng có đang có cơ hội vả vào mặt thằng Hạo. Thậm chí là có thể là hai lần không. Wow má. Mày được hai cái đúng không? Rồi. Ừ, hai cái rồi đó. Cái đầu tiên là gì ta? Cái nón tấn công. Ok. Này nâng cho vui nha mọi người. Không khuyến cáo bất kỳ ai. Cái cộng 18 rồi đi. Không khuyến cáo các bạn không bắt trước ha. Dòng đậu rớt rồi. Rồi tiếp theo. Hưng có thì liệu Hưng có thể vãi ra mặt Hạo được không? Chúng ta cùng tìm theo. Bốn dòng cũng ghê chứ bộ nha. Sao Hưng tôi có cái này hay vậy? Là tôi có hay vậy? Hình như là bữa mình video á, video bữa. Bà nói chứ. Đây, đúng rồi, 29.9 ngự của Hạo. Đó.
Hả? Sẽ giúp cho Hảo có được cái này. Oh! Ủa là nâng chưa vậy? Ok, Hưng đã không vãi được bằng em á. Ủa là nâng chưa vậy? Là nâng chưa? Ờ, đừng gọi em. Hèn chi, rút kinh nghiệm mà không dùng chỉ số của Hảo để đập Hảo nữa. Đúng. Ủa là giá đô tỷ nữa rồi! Trời ơi! Again. Rồi lần nó thứ ba, cái lần, lần third time the charm đúng không Hưng? À, tổng hợp người ta thường... lần tôi bị miết ra, trời ơi. Sắp hết, sắp cái hết này không phải cố tình đâu các bạn ơi. Và Hưng vẫn sắp hết thách di vật rồi đó, và Hưng vẫn ráng miss một lần. Cái này là do MiHoYo chứ không phải tại mình, đúng không? Chắc chưa, anh chắc kìa. Trời ơi trời. À đâu, cái này từ ngày xưa. Hay vậy. Đó sắp hết rồi đó, và Hưng vẫn ráng hụt được làm lộn một lần. Entertainment perfect. Nó lệch lần rồi đó, rồi tùy anh thôi. Không rồi, nó lệch hai lần. Nó một vòng mà nó lệch lần. Còn cái này thì nó... ấy đúng không? Bỏ đi. Nó min, nó hơi min. Nó rất min chứ mà nó... Rồi đi xuống đây, trời ơi. Xong hết rồi đó. Nhớ nhắc anh. Em vừa mới lờ đảng xíu rồi anh. Vừa lờ đảng cái thông tin. Em vừa mới lờ đảng là anh bấm liền rồi. Đúng là tay nhanh hơn não thiệt. Rồi, à. Tiếp. Làm lại. Mày quá, mày không đi out ra đúng không? Đừng có... Rồi, nó ra gì nè. Oh. lại một cơ hội nữa, làm lần nữa đi. Làm lần nữa. Đợi ha. Ừ, lại có một cơ hội cho cái lông mạnh hơn. Không lẽ cái lông mới đó nó tồn tại trong vòng một lại cô ấy. Cô ấy ơi là cô ấy. Ê cái đoạn này mạnh luôn á. Ừ. Ơi cô ấy ơi là cô ấy. Dùng cái gì vậy? Sao cô ấy có thể ma giáo vậy hả cô ấy? Cái vấn đề này em đang thắc mắc sao anh ta ra thằng HP không vậy? HP nó một crit nãy giờ luôn á. HP nó một crit nhưng ở ly à. Hoặc là anh muốn cách hiến tế đó thôi. Như cách là mình làm bữa giờ. Ừ, hiến tế của ấy. Một lòng của ấy. Lần thôi được rồi. Phí, chưa biết nó lần sau, phí phút. Phí nha. Phí đoạn ừ, này. Ừ, phải phí. À, lên lần nữa cũng 40 CV à. Ừ. Có đáng không? Wow. Phí siêu phí luôn. Rồi cô ấy, cô ấy đúng không? Rồi tới cô ấy nè. Cô ấy lần thứ tư đúng không? Ừ, giờ không hết đếm là cô ấy lần thứ mấy rồi. Vô. Ôi, rồi nâng chưa ấy? Rồi nâng chưa gì? Cô ơi! Giờ em tốn cái này cho cô nè. Ủa gì hả? Gì hả? Giờ mình tới những cái của con kia luôn ha. Rồi. Mình chắc chắn là video này sẽ dài bởi vì có ly thủy ở đây. Nhưng mà thôi mình không lấy nè. Ồ, oh, hết rồi à? Ok, lần cuối cùng, lần cuốn cùi. Hết rồi mọi người ơi. 1, 2, 3 đồng hồ. Lần nữa này. Lần cuối cùng, thật sự cuối cùng. Lần
real ending. The real end game. Hên quá. Ok. Dạ anh. Anh đang tưởng được cái ly đó ra của cô ấy lần nữa. Ok. Và kết quả thưa quý vị, thật sự được đồ nâng cấp. Đã có thành viên mới trong đại gia đình. Cảm ơn. Yeah. 11-25. Và cái thành viên thứ hai có đại gia đình. Cảm ơn. 18.7-40 tinh thông với 11 HP. Đã. Qua information thì Hu Tao lên được từ một top 1% lên được top 0.3%, lên thẳng ấy. Đó, chúng ta có 37 ca máu, 117 tinh thông, 86228. Đó. Ừ. Hu Tao lên, Hu Tao lên từ hạng 4.300 lên hạng 1.100 đó mọi người, tăng 3.000 hạng. Ghê quá. Rồi, và đó là video kết thúc của video. Hy vọng là các bạn bỏ qua cho vài lần mình bấm lộn tình. Nếu mọi người thích video thì mọi người like và subscribe ha. Lần này hôm nay là một ngày được. Thành công rồi mọi người, thành công rồi. Ừ, ngày đầu tiên thực sự thành công. Không, nói là bí kíp là các bạn hãy đôn vào ngày sinh nhật của tao. Thứ hai là bạn có cái này không? Đó, đó, bạn có cái này, ok rồi, đó. Mình đang không thấy ổng khoe cái gì nhưng mà hy vọng ổng khoe thứ không có bị cấm ở trên YouTube. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.